Xin chào cô chú, các bạn và anh chị và các bạn. Hôm nay hướng dẫn đo con điện. Đo này. Đây là cọng dây xám, đầu dây xám nè. Kẹp hai que này kẹp vô, que nào cũng được, chấm đầy. Dặn đồng hồ về cái mũi tên nè, cái dấu gạch gạch này là thôi rồi. Cái dấu gạch gạch này nè. Dấu gạch 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 dài ít trăm hai cái que này, hai que này muốn que nào cũng được đó. Để vô cọng dây xám, dây xám à đổi đầu lấy đồng hồ để thay kim, cắt vô cọng dây xanh nào lên kim, lên kìm, dây đỏ lên kìm, dây vàng lên kìm là cuộn điện này là nó ok. Trong cuộn điện ok rồi, ok điện ok dẹp này. Vô bằng cái đó, vô bằng gì đó à, thì là ok. Cái cạnh này, cái cạnh này nè, cái cạnh này nè, lấy cái này chỉ cho bằng với cái cạnh này, nó bằng với cái cạnh chỗ này là ok. Đây là quạt xe bên luôn, tủ B46 nè. Tủ 2 chấm, vô cộng dây này, còn cái tụ còn lại nè, còn cái cộng dây còn lại là dây tụ nè, gặp vô với dây xám nè. Ví dụ đây có, đây có cộng dây nguồn điện 220 vô đây nữa nè nghe, rồi ba dây còn lại là nè, là dây số nè, dây này là dây nguồn điện 220 nè, nó vô xám với dây tụ nè. Thử đi. Điện 220 đây. Điện 220 cặp vô đây luôn. Gì đó, đây. Gì đó, ba cộng này vô 1 nè. Ba cộng này vô 1. Gì đó, còn ba cộng này là dây số mà. Trắng, vàng, xanh là dây số 1, số 2, số 3. Còn dây này dây đỏ là cũng dây kích đó. Dây của cuộc chạy đó, cuộc đời đó. Vậy đó, nằm vậy đó ok. Hướng dẫn anh em chi tiết luôn. B46 phải xài tụ 2 chấm là 1.8 cũng được luôn. Tụ. Đây, vậy là thành công. Mấy cái miếng lông đình cao su này là để chim cho cái mặt của cái đường ngắn này, nó bằng với cái đường này nè,
từ nãy chỉ, ví dụ mà nó cao hơn thì mình rút ra, nó thấp hơn thì mình chim lên. Mấy miếng này lên, nó tác dụng nó như vậy.